Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Bến Tre đã xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và triển khai đến các công đoàn cơ sở trực thuộc. Nhiều công đoàn cơ sở duy trì phát triển tốt phong trào, chú trọng đầu tư cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, thuận tiện. Hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố Bến Tre lãnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với ban lãnh đạo đơn vị đề ra các mục tiêu nhiệm vụ, thực hiện phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, tập trung xây dựng được môi trường lao động an toàn, thoải mái cho người lao động. Góp phần cùng Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện hiệu quả phong trào. Năm qua, có nhiều công đoàn cơ sở được biểu dương khen thưởng như công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre được Tổng Liên đoàn tặng cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhận bằng khen Tổng Liên đoàn và công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai xuất khẩu Việt Hồng nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điểm chung của các đơn vị là luôn quan tâm đảm bảo môi trường làm việc xanh sạch đẹp an toàn, cảnh quan sạch đẹp, hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động. Tôi cảm thấy môi trường ở làm việc công ty rất là tốt, lương thưởng kết quả sản xuất, lương hoàn thành nhiệm vụ, thưởng sáng kiến cải tiến. Ngoài ra về mặt công đoàn thì có hỗ trợ khó khăn, trợ cấp khó khăn cho người lao động, có xây dựng máy ấm công đoàn. Về trang thiết bị thì công ty đã trang bị nhiều thiết bị hiện đại để hỗ trợ cho sản xuất, như là máy lập trình khung lớn, máy cắt tự động. Về bảo hộ lao động thì công ty có trang bị nón, dép, khẩu trang đầy đủ cho người lao động, cũng như là trang bị ghế tựa lưng để cho người lao động sử dụng. Về bản thân tôi thì sẽ rất là an tâm khi làm việc ở công ty, cũng sẽ cố gắng làm việc để góp phần vào việc đảm bảo năng suất của công ty. Các doanh nghiệp xem việc thực hiện tốt phong trào là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, xây dựng các kế hoạch theo hướng dẫn của các ngành chức năng, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chế độ chính sách bảo hộ lao động để phục vụ tốt cho người lao động làm việc ở đơn vị. Hướng dẫn cho người lao động biết và thực hiện đúng các cái quy định về an toàn khi sử dụng các cái công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị, trang thiết bị ở nhà xưởng hoặc nơi làm việc, thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp cái nơi làm việc đảm bảo an toàn, gọn gàng. Thì treo cái băng rôn để tuyên truyền, hưởng ứng cái tháng hành động an toàn vệ sinh lao động ở văn phòng công ty, ở các cái nhà máy cũng như là các đơn vị trực thuộc của công ty. Thì lắp đặt các cái thiết bị nguồn điện cũng như là dây dẫn điện đảm bảo ở an toàn, lắp đặt ở những nơi là cao ráo, thoáng mát, đảm bảo tuyệt đối đúng, chấp hành đúng về các cái nguyên tắc về thiết kế đảm bảo an toàn về điện, trang bị đầy đủ các cái thiết bị về phòng cháy chữa cháy, rồi các cái bản báo chỉ dẫn kỹ thuật để vận hành các cái máy móc thiết bị, rồi không để các cái nguyên vật liệu mà gần ở những cái nơi mà có phát sinh những cái lửa để mà dẫn đến cháy nổ. Để đạt được những kết quả trên, Liên đoàn Lao động thành phố Bến Tre đã chỉ đạo từng công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động, quan tâm sâu sát, có kiểm tra, giám sát thường xuyên phong trào tại đơn vị, làm tốt công tác tuyên truyền để người lao động hiểu được tầm quan trọng của phong trào, từ đó chung tay cùng các cấp ngành đơn vị thực hiện. Nhằm phát huy kết quả đạt được của năm 2023, thì đối với năm 2024 và những năm tiếp theo, thì Liên đoàn thành phố cũng là tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động do Tổng Liên đoàn phát động. Và cụ thể thì sẽ tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đối với cán bộ công đoàn cơ sở, rồi tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên và người lao động thấy được vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị. Bên cạnh đó thì cũng kiến nghị với người sử dụng lao động thực hiện tốt cái nhiệm vụ của người sử dụng lao động đối với việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động tại đơn vị của mình. Phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động do các cấp công đoàn phát động đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thực hiện đạt chất lượng cao, góp phần giúp công nhân lao động an tâm làm việc, tăng năng suất, cải thiện thu nhập và cùng doanh nghiệp phát triển.